U23 Việt Nam đã thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian của cuộc so tài với U23 Myanmar. Tình huống được coi là bước ngoặt của trận đấu tới ở hiệp 2. Hoàng Đức phát động tấn công, Văn Đô chuyền bóng, còn Hùng Dũng có pha xử lý nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc để ghi bàn duy nhất của trận đấu này. U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 và vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 lượt trận. Hơn 2 đội xếp sau là U23 Indonesia và U23 Myanmar 1 điểm. Ở lượt trận cuối cùng vào ngày mai, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Timor Leste. Khán giả đến kín sân như vậy, các cầu thủ đã chơi trận đấu hết mình. Mặc dù chúng tôi còn nhiều thiếu sót, còn cần phải cố gắng nhiều hơn, nhưng chúng tôi luôn luôn vào sân với tinh thần tốt nhất.